Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những hình ảnh cảm động về nỗ lực của các y bác sĩ điều dưỡng trên tuyến đầu chống dịch. Ưu tiên lưu thông và hạn chế tình trạng ùn tắc hàng hóa qua các chốn kiểm dịch khu vực phía Nam. Dịch bệnh tại Đông Nam Á diễn biến phức tạp với số ca mắc mới tăng cao kỷ lục. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt bệnh viện dã chiến đã cấp tốc được hình thành nhằm đáp ứng việc điều trị cho số bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng. Tại đây, ngoài những căng thẳng trong công việc chuyên môn, các y bác sĩ điều dưỡng còn không ngơi nghỉ với những công việc không tên mà không có bất kỳ lời than phiền nào. Những hình ảnh sau đây được gửi về từ nơi ý chí kiên cường nhất, sắt đá nhất. Trong đó có sự điều động của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cùng với hai bệnh viện của Bộ Y tế, đó là Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược, đã phối hợp một cách thuần thục, bài bản và đoàn kết để tạo nên một cái bộ máy thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhân một cách tức thì. Mệnh lệnh được đưa ra rất là khẩn cấp và tất cả chúng anh đều phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đầu nghĩ tới đây phục vụ về chuyên môn thôi, nhưng mà khi tới đây tụi anh phải phục vụ luôn cả về hậu cần. Tụi anh đến đây để phục vụ tất cả mọi người. Ở đây hiện có khoảng 3.000 bệnh nhân, thật khó có thể diễn tả sự khó khăn vất vả của các y bác sĩ điều dưỡng lực lượng hậu cần nơi đây. Ngày cũng như đêm họ quên ăn quên ngủ để kịp thời điều trị chăm sóc cho các bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch tiêm hơn 1 triệu liều trong đợt tiêm vaccine COVID-19 thứ 5 dành cho các đối tượng ưu tiên. Nhiều quận huyện đang chuẩn bị các bước cho đợt tiêm vaccine lần này. Mỗi cá nhân sẽ có một mã QR để theo dõi và sắp xếp thời gian tiêm chủng phù hợp, tránh việc tụ tập đông người, không đảm bảo giãn cách theo quy tắc 5K. Quan trọng nhất là chúng tôi tuyên truyền phổ biến để cho người dân nắm được qua tất cả các thông tin trang Facebook phường, website của phường. Và cái nữa là chúng tôi tuyên truyền lưu động cho khu phố, tổ dân phố, tăng cường cái hình thức online để cho các cô chú đăng ký bằng cái phiếu đó. Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực thực hiện phần mềm quản lý tiêm chủng để phục vụ cho 32 điểm tiêm với 50.000 liều vaccine ở quận Gò Vấp. Thì trong cái hệ thống thì mình đã phân loại rất rõ là khung giờ. Trong mỗi cái phiếu báo về người dân đi tiêm thì mình sẽ chia ra khung giờ và mình dự đoán cái năng lực đối với từng cái bộ phận tiêm mình sẽ dựa vào đó thì mình sẽ căn cái để phân bổ để tránh tình trạng là bà con đến chờ lâu. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các quận huyện lập tổ điều phối tổ chức tiêm vaccine. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông có vai trò hỗ trợ hậu cần, bổ sung lực lượng cho các quận huyện làm nhiệm vụ. Việc đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm cho người dân thành phố trong giai đoạn hiện nay có nhiều khó khăn khi giao thông liên tỉnh bị hạn chế. Vậy làm cách nào mà mỗi ngày các mặt hàng tươi sống vẫn được cung ứng kịp thời đến các hệ thống siêu thị vào sáng sớm? Sau đây là ghi nhận của phóng viên HTV. Để giao được thịt heo từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày anh Trịnh Phú Vũ xét nghiệm lại COVID-19 3 ngày một lần. Với giấy tờ tùy thân và mã đăng ký phương tiện đầy đủ, anh chỉ mất vài phút qua chốt kiểm soát cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh ngay dưới chân cầu Đồng Nai. 3 ngày đi test COVID một lần. Đi qua chốt kiểm dịch là mất đến 1-2 phút để trình giấy. Đi từ Đồng Nai đi lên tới quận Tân Phú là tốn khoảng một cái chốt. Hiện 20.000 thẻ nhận diện đã được cấp, tạo luồng xanh ưu tiên cho xe tải vận chuyển hàng thiết yếu đến với các địa phương một cách nhanh nhất. Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên đó và triển khai tất cả thủ tục qua hệ thống công nghệ thông tin, qua phần mềm hết. Các đơn vị gửi lên thì chúng tôi cấp phép trong ngày và anh em làm đêm cả ngày. Hiện nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố đang lập phương án thu mua nông sản số lượng lớn từ Lâm Đồng và các tỉnh thành Tây Nam Bộ. Nông sản sẽ được theo giá bình ổn, hỗ trợ tiêu thụ đúng mùa vụ cho nông dân, giải quyết cung cầu trong giai đoạn tất cả các tỉnh thành Nam Bộ cùng thực hiện chỉ thị 16. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố 19 vị trí chốt kiểm soát bảo đảm an toàn phòng dịch trên các tuyến quốc lộ thuộc luồng xanh quốc gia tại 8 tỉnh thành khu vực phía Nam. Các chốt được đặt tại các vị trí chiến lược quan trọng, đảm bảo phòng dịch, ưu tiên lưu thông và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn tắc hàng hóa trên các tuyến quốc lộ. Trong số đó, chốt kiểm soát đặt tại tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây là nhằm kiểm soát lưu thông hướng từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh. Trong sáng nay, lưu lượng phương tiện qua chốt này đã giảm hơn 50% so với ngày thường. Người dân qua đây phải có giấy để đi đường hoặc giấy công tác, y tế thì kiểm tra bên giấy xét nghiệm COVID.
thì có thời hạn theo quy định của Bộ Y tế quy định, còn quá thời hạn là phải quay đầu hết. Các xe cá nhân sẽ dừng trên làn riêng để thực hiện khai báo y tế bằng mã QR, xuất trình giấy tờ. Bình thường mình có giấy tờ đầy đủ thì mình thôi lưu thông thôi. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng xe không được phép lưu thông qua chốt vì giấy xét nghiệm không còn hiệu lực. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều tỉnh thành khi áp dụng cách thức kiểm soát y tế khác nhau. Cứ đồng bộ là 5 ngày hết đi, hoặc là 3 ngày đồng bộ hết đi, chứ có chỗ thì lại 3 ngày, có chỗ 5 ngày. Đó. Ngoài luồng xanh quốc gia, các sở giao thông vận tải cũng triển khai luồng xanh trên địa bàn nội tỉnh. Giấy nhận diện phương tiện ưu tiên theo luồng, vừa kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, vừa tạo thuận lợi thông suốt cho vận chuyển hàng hóa. Với mục tiêu giảm tải cho các siêu thị cũng như hạn chế nguy cơ lây nhiễm tại các cửa hàng tiện lợi, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép các chợ truyền thống hoạt động lại, nhưng với mô hình tổ chức mới khép kín và chặt chẽ. Trong ngày đầu mở lại, người dân và tiểu thương đã nghiêm túc chấp hành các quy định biện pháp phòng dịch. Tại quận 11, người dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân và phiếu đi chợ. Tuy không được thuận lợi như trước, nhưng điều này đã làm cho người đi chợ yên tâm hơn. Trong chợ cũng có được bọc mấy cái kiến ngay chỗ mấy cái sạp bán hàng á. Cho nên là mình thấy rất là an toàn. Cái đại chợ cũng rộng, cái lượng người nó cũng không có đông lắm. Các tiểu thương cũng hưởng ứng những thay đổi trong đợt mở cửa lại này. Người ta có ý thức, ta mua người ta cũng khoảng cách xa ra. Mật độ người mua, người bán cũng đã được giảm xuống còn 1/2 so với trước. Tiểu thương được bán trong chợ thì phải có hai cái vấn đề. Một là phải có cái xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Cái thứ hai là những cái tiểu thương này đều được tiêm ngừa vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại 40 chợ truyền thống. Các chợ còn lại đang được tiếp tục khảo sát, xây dựng phương án phòng chống dịch và sẽ công bố thông tin đến người dân trên địa bàn khi hoạt động lại. Kính thưa quý vị, 19 tỉnh, thành phố phía Nam bắt đầu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 với thời hạn 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19, ghi nhận ngày đầu thực hiện tại một số tỉnh thành. Tại các công viên và nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Bà Rịa chỉ còn lác đác vài bóng người. Điều này cho thấy người dân ý thức được việc chấp hành nghiêm chỉ thị 16 là góp phần phòng chống dịch bệnh. Hiện những cửa hàng sản xuất kinh doanh được phép hoạt động đều tuân thủ quy định phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố liên tục tuần tra để tuyên truyền về thực hiện nghiêm chỉ thị 16. Còn tại Cà Mau, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại các chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở kinh doanh để bảo đảm bình ổn giá, cũng như xử lý nghiêm việc các trường hợp thừa cơ trục lợi gây bất ổn xã hội, lượng hàng hóa bảo đảm cung ứng cho người dân. Trên nhiều tuyến đường của Cà Mau, lưu lượng phương tiện cũng như người tham gia giao thông đã giảm rất nhiều so với ngày thường. Người dân rất đồng tình và thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tận dụng thời gian vàng 14 ngày giãn cách, các tỉnh thành phố quyết tâm sẽ đẩy lùi dịch bệnh. Liên quan tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á, trong 24 giờ qua, một số nước trong khu vực tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới kỷ lục trước sự lây lan nhanh của biến chủng Delta. Nhà chức trách Thái Lan sáng nay thông báo ghi nhận thêm gần 12.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp có số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục và thêm 81 ca tử vong. Giới chức Thái Lan lo ngại số ca mắc mới và tử vong ở nước này sẽ tiếp tục tăng trong ít nhất 3 đến 4 tháng tới nếu không có biện pháp ngăn chặn bổ sung. Còn tại Singapore, hôm qua cũng ghi nhận thêm 88 ca mắc trong cộng đồng, mức cao nhất trong ngày kể từ tháng 8 năm ngoái. Dù con số này không cao so với các nước láng giềng trong khu vực, song sự tăng vọt số ca mắc trong nước đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới Singapore. Trong khi đó, hôm nay Campuchia thông báo có thêm 790 ca mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 tuần số ca mới tại nước này thấp hơn 800 ca. Campuchia đến nay đã ghi nhận tổng cộng gần 68.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 6.500 ca nhập cảnh. Tính đến ngày 18 tháng 7, Campuchia đã tiêm khoảng 10 triệu liều vaccine, với 5,91 triệu người đã tiêm mũi đầu tiên và 4,13 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi. Cảm thấy buồn bã sau khi đất nước của mình vừa trải qua làn sóng bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm, một nghệ sĩ dương cầm ở Nam Phi đã dùng tiếng đàn của mình để mang đến hy vọng và tình yêu giữa khung cảnh hoang tàn của đường phố. Một cây đàn dương cầm đặt giữa đường phố đổ nát, âm thanh êm ái của tiếng đàn và giọng hát vang khắp nơi. Jenny Bowies chơi những bản nhạc mang đến sự xoa dịu cho bất kỳ người dân Nam Phi nào. Tôi đã hát với niềm tin, không chỉ cho tôi và hoàn cảnh gia đình tôi, mà còn cho mọi người ở đây, ở tỉnh này và trên khắp đất nước. Quê nhà của Bowies, tỉnh Durban, trong những ngày trước đó đã như một vùng chiến sự, nhiều cơ sở hạ tầng, công trình bị càn quét, cướp phá.
Biểu tình đã nổ ra tại nhiều địa phương ở Nam Phi sau khi cựu tổng thống Jacob Zuma phải ngồi tù vì đã không có mặt tại một phiên tòa xét xử tham nhũng. Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo loạn, khiến hơn 200 người thiệt mạng và phá hủy hàng trăm doanh nghiệp. Đến cuối tuần trước, tình hình đã lắng dịu, nhưng tổn thất có thể lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ. Hôm nay, lực lượng chức năng phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra quân kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định chỉ thị 16 trên địa bàn. Trong buổi sáng, các lực lượng chức năng đã phát hiện một số trường hợp ra đường không có lý do, không có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, không đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm 3 trường hợp ra ngoài đường không có lý do chính đáng, 2 trường hợp không đeo khẩu trang và 3 trường hợp người giao hàng, shipper, không có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong 5 ngày gần nhất. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Bình, địa phương hiện tuần tra kiểm tra liên tục trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc hạn chế ra khỏi nhà, thực hiện 5K và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Để được qua chốt kiểm dịch, một tài xế đã làm giả giấy xét nghiệm COVID-19. Tài xế vi phạm là Phan Minh Nhật, ngụ thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Vào khoảng 11 giờ ngày hôm qua, Nhật điều khiển xe tải đi từ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để giao nấm rơm tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, đối tượng bị công an phát hiện sử dụng giấy kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 giả để qua trạm. Nhật khai nhận trước đó vào chuyến chở hàng ngày 10 tháng 7, Nhật đã kiểm tra nhanh và được cấp giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, đối tượng nảy ra ý định làm giả giấy xét nghiệm bằng cách dùng mẫu giấy nhỏ dán đè lên ngày trong giấy kết quả xét nghiệm thật, rồi photo màu thành hai bản, mang sẵn trong người để qua chốt các chuyến chở hàng sau. Công an quận Cái Răng đang tiếp tục làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, khoảng 16 giờ chiều nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một trận cuồng phong kèm mưa lớn khắp các quận huyện, khiến một số cây cối và bản quảng cáo ngã đổ. Tại quận 7, cuồng phong cuốn phăng mái tôn bay lơ lửng trên không trung rơi xuống đường. Còn tại phường Bình An, thành phố Thủ Đức, một trụ quảng cáo cao khoảng 100m với bảng hiệu rộng khoảng 50m, cao khoảng 30m, nằm trong công viên dưới chân cầu Sài Gòn, cũng bị gió cuốn đổ xuống. May mắn do vào thời điểm giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường nên không gây thương vong. Trong khi đó, một số cây xanh nằm trên tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 cũng bị mưa gió làm ngã đổ chắn ngang đường. Đội cảnh sát giao thông công an quận 1 đã có mặt xử lý cây ngã đổ và điều tiết giao thông xung quanh khu vực tránh ùn tắc. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang trong những ngày cao điểm thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Chúng tôi rất mong quý vị trong thời gian này hãy nghiêm túc chấp hành quy định chung, không đi ra ngoài đường khi không có việc thật cần thiết và hãy đồng lòng, chia sẻ và hợp tác với các cơ quan có chức năng để đảm bảo 15 ngày vàng chống dịch theo chỉ thị 16 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được kết quả như mong muốn để thành phố thân yêu của chúng ta có lại sự bình yên, an toàn và là thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được phép khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai cũng vào khung giờ quen thuộc là 6:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Xin kính chào tạm biệt.